Vâng, thưa sân khấu là những thí sinh của chúng ta rất là đáng yêu, rất là tự tin. Nào, Bảo Nam đứng ngồi đây nào. Bảo Nam đứng ngồi ra giữa sân khấu nào. Rồi, các bạn đứng ngồi ra giữa sân khấu đi. Hơi lệch một chút, đứng ra giữa. Rồi, cùng nhìn vào máy ảnh nhá. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ sẽ là phần tiếp tục cho buổi chiều ngày hôm nay, đó chính là phần trao giải thưởng. Vâng, chúng ta sẽ có 3 giải, đó chính là giải đấy tự tin, giải đấy năng động và giải đấy thông minh. Và mỗi phần giải, mỗi giải sẽ có một phần quà trị giá 130 triệu đồng. Và 130 triệu đồng là con số vô cùng là lớn. Vâng. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Các bạn có nghĩ mình sẽ đạt giải trong buổi chiều ngày hôm nay không? Bạn nào nghĩ mình sẽ được cả 3 giải, giơ tay lên nào. Bạn nào nghĩ mình chỉ được 1 giải thì giơ tay lên nào. Ủa, ông Bảo Nam ông rơi thứ 2 thì phải kiếm 4 giải cho ông luôn đi. Thế bạn nào nghĩ mình không có giải thì giơ tay lên nào. Nó mất tự tin vậy. Mình phải tự tin là mình chiến thắng chứ đúng không? Rồi, và có lẽ thì không để quý vị chờ lâu hơn nữa. Ngay bây giờ thì Minh Đà xin phép được đặt tên và giải thưởng và thí sinh đạt được cái giải đấy ạ. Đầu tiên sẽ là giải bé tự tin. Bé tự tin là cái giải đầu tiên mà chúng ta thi đó. Thì biểu diễn trình diễn bikini á, áo tắm đó. Vâng, và giải bé tự tin đã thuộc về. Thuộc về ai đó? Bảo Ly. Thuộc về ai đó? Bảo Ly. Vâng ạ, xin mời thí sinh số danh 06 bé. Vâng, Bảo Ly tiến lưu lên một bước này. Vâng. Với giải đoàn lao động với giải thưởng bé tự tin xin phép được mời anh Đỗ Duy Anh, phó giám đốc công ty cổ phần Cần Tre Hà Nội lên trao giải cho bé ạ. Và bé Bảo Ly của chúng ta bây giờ giơ tay nghĩ mình không được giải nào, nhưng mà cuối cùng lại có một giải. Vâng ạ, xin chúc mừng bé rất nhiều. Bây giờ đến giải thứ hai, yên tâm là chúng ta vẫn còn hai giải nữa cho các bạn ơi. Tự tin lên nhá. Giải thứ hai thuộc về, vâng ạ, đầu tiên đó chính là báo tên giải đã, đó chính là giải đấy năng động đã thuộc về. Thuộc về của ông này cứ rơi thì được. Rồi, thuộc về Nguyễn Gia Bảo Ngọc số danh 04. Vâng, xin chúc mừng. Còn một lần nữa xin phép được mời ông Đỗ Việt Anh ạ lên trao giải thưởng cho bé ạ. Và bây giờ sẽ là giải tiếp theo, giải thứ ba, giải bé thông minh. Giải bé thông minh là cái giải mà chúng ta thi trả lời các câu hỏi đó. Vâng, các quý vị nghĩ là bé nào ạ? Vâng, có người bảo không một, có người bảo không hai. Và bây giờ thì có lẽ em sẽ không để mọi người chờ lâu hơn nữa. Xin được chúc mừng. Cái này không giơ tay nữa hả? Vâng, xin được chúc mừng Tony Bảo Nam. Vâng, xin được mời ông Đỗ Việt Anh, phó giám đốc công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội lên trao giải cho bài hát. Vâng, như vậy là chúng ta đã tìm được chủ nhân của ba giải thưởng. Và bây giờ sẽ là giải khuyến khích.